chào quý vị và các bạn đã tới với chương trình trên kênh youtube Cuộc Sống Hôm Nay. Chúng tôi luôn mang tới cho quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình. Ukraine buộc phải gửi đạn chờ bị tiêu hủy ra tiền tuyến vì khác vũ khí. Ukraine thừa nhận họ phải gửi đạn dược trong tình trạng sắp bị tiêu hủy cho các đơn vị chiến đấu vì thiếu nghiêm trọng vũ khí. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 17 tháng 7 cho biết họ đã bàn giao lại cho lực lượng vũ trang nước này một lượng đáng kể đạn dược với nhiều cỡ nòng khác nhau, Trước khi chiến sự với Nga nổ ra vào tháng 2 năm 2022, số đạn này đã được chuyển giao cho các doanh nghiệp để tiêu hủy dưới danh nghĩa là hàng tồn kho. Các loại đạn này chủ yếu là đạn pháo và đạn vũ khí hạng nhẹ đang được kiểm tra chất lượng kỹ lưỡng trước khi được phân phối cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến. Chúng tôi đang tìm kiếm đạn dược dự trữ trong nội bộ để cung cấp cho binh lính Ukraine. Chúng tôi hiểu rằng vào lúc này mọi viên đạn tên lửa và đạn dược đều quan trọng trên chiến trường. Thay vì tiêu hủy số đạn này, chúng tôi dùng chúng để tấn công đối thủ. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Yuri Zygia cho biết trong tuyên bố. Diễn biến này cho thấy áp lực mà Ukraine đang đối mặt về vấn đề đạn dược trong cuộc chiến tiêu hao với Nga. Kiev đã kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp thêm vũ khí và đạn dược để giúp nước này chống lại Nga. Tuy nhiên, phương Tây đang gặp thách thức với khả năng sản xuất quốc phòng để bắt kịp với Nga, một cường quốc quân sự toàn cầu. Một báo cáo hồi tháng 5 chỉ ra, Nga dự kiến có sản lượng đạn dược lớn gấp 3 phương Tây trong năm 2024, với giá thành chỉ bằng 1 phần 4. Nga đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến tiêu hao với đối phương. Dự báo của Ben chỉ ra rằng vào năm 2024, Nga có thể sẽ sản xuất khoảng 4,5 triệu quả đạn pháo, trong khi EU và Mỹ cộng lại sẽ sản xuất khoảng 1,3 triệu quả. Hồi tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, đúng là Nga đã có thể xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của họ nhanh hơn chúng tôi nghĩ. Đúng là các đồng minh NATO đã mất nhiều thời gian hơn đáng lẽ để tăng cường sản xuất đã có sự chậm trễ và thiếu sót trong việc chuyển giao vũ khí cho Kiev trong những tháng gần đây. Nhưng điều này thực sự đang thay đổi và lượng đạn dược vào Ukraine đã tăng lên trong những tuần qua, ông nói. Sự chênh lệch trong sản xuất đạn pháo giữa hai bên đã thể hiện trong cuộc chiến ở Ukraine. Trung bình, lực lượng Nga có thể bắn 5 quả đạn trong khi Ukraine chỉ có thể bắn một quả. Điều này buộc quân đội Ukraine phải nhắm mục tiêu hiệu quả hơn, sử dụng ít đạn hơn để đạt được hiệu quả tấn công. Tiêm kích Mirai 2000 sẽ tham chiến trước cả F-16. Pháp sẽ đẩy nhanh tiến độ cung cấp tiêm kích Mirage 2000 cho Ukraine, những chiến đấu cơ này sẽ sớm có mặt tại tiền tuyến. Báo chí Pháp bắt đầu đề cập đến việc đào tạo phi công Ukraine trên tiêm kích Mirage 2000 từ tháng 3 năm 2023, bất chấp Bộ Tư lệnh Không quân Pháp khi đó nhanh chóng bác bỏ thông tin này. Thậm chí tin tức nói về khả năng Paris cung cấp những máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine đã được biết đến sớm hơn nhờ các phiên điều trần tại thượng viện Pháp vào cuối tháng 2 năm 2023. Mọi thứ chỉ rõ ràng vào ngày 6 tháng 6 năm 2024 khi Pháp chính thức khẳng định sẽ cung cấp tiêm kích mirai 2000 năm cho Ukraine. Quá trình đào tạo phi công cùng với kỹ thuật viên dự kiến kéo dài 6 tháng và sẽ sớm được triển khai. Như vậy, các tiêm kích mirai 2000 năm chẳng những được Pháp khẳng định sẽ viện trợ cho không quân Ukraine mà có vẻ sẽ đến chiến trường sớm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu, không loại trừ khả năng chúng còn tham chiến trước cả F16 khi máy bay Mỹ liên tục trễ hẹn. Đại sứ Pháp tại Ukraine, ông Gael Vessier cho biết rằng không quân Ukraine sẽ được tăng cường khả năng tác chiến nhờ tiêm kích Mirai 2000 năm. Các chiến đấu cơ này sẽ tới trong thời gian cấp tốc. Tuy vậy, nhà ngoại giao giải thích thêm, bất chấp mong muốn của chúng tôi là thực hiện việc này càng sớm càng tốt, vẫn có những giới hạn nhất định không thể giảm bớt liên quan đến đào tạo kỹ thuật viên và phi công cho những chiếc máy bay này. Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ là khoảng thời gian cần thiết chỉ là vài tháng. Đại sứ Vesel cho biết trên cộng thông tin Ukraine Firm và thu hút sự quan tâm rất lớn từ báo chí trong cũng như bên ngoài Ukraine. Vấn đề nữa cần lưu tâm là ông Fetcher từ chối tiết lộ số lượng máy bay sẽ được bàn giao, nhưng khẳng định rằng toàn bộ quá trình diễn ra với sự phối hợp chặt chẽ với giới lãnh đạo quân sự Ukraine. Hiện tại, tổng số lượng tiêm kích Migray 2000 phục vụ trong thành phần tác chiến của không quân Pháp là 27 chiếc, cùng với 7 chiến đấu cơ Migray 2000B phiên bản huấn luyện 2 chỗ ngồi. Mặc dù vậy, chắc chắn không phải tất cả chúng đều ở trạng thái kỹ thuật tốt. Đó là lý do tại sao có thông tin cho biết số tiêm kích Mirai 2.000 năm được Pháp viện trợ Ukraine sẽ chỉ ở mức tối đa 20 chiếc. Nhưng cần nhấn mạnh, Pháp đang nỗ lực mua gom nhiều tiêm kích Mirai 2.000 từng bán ra nước ngoài để hiện đại hóa sau đó cung cấp cho Ukraine. Chuyển vọng lớn nhất đến từ UAE khi quốc gia Trung Đông muốn bán lại phi đội 67 chiếc của mình để nâng cấp lên dòng Rafale. Tiêm kích Mirai-2000 của Pháp được đánh giá còn đáng sợ hơn F-16 Fighting Falcon do Mỹ sản xuất nhờ khả năng vận động cực kỳ linh hoạt, được trang bị hệ thống điện tử hàng không tinh vi cũng như được sử dụng nhiều loại vũ khí dẫn đường tối tân của châu Âu. Nhưng đáng ngại nhất đối với Nga chính là tiêm kích Mirai-2000 được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Exocet có thể bắn chìm toàn bộ tàu chiến của hạm đội Biển Đen, ngay cả những con tàu mới và tối tân nhất. Thực tế, chiến trường đã chứng minh các hệ thống phòng không hạm tàu của Nga có hiệu quả rất thấp khi chống lại các tên lửa Neptune, Harpoon hay Storm Shadow, trong khi Exocet lại đáng sợ hơn hẳn những loại trên. Quân Ukraine rút khỏi Đông Bắc Chashopya Một nguồn tin quân sự ở Donetsk nói với hãng tin TASS, các lực lượng Ukraine đã rời bỏ vị trí ở phía Đông Bắc Chashopya và đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề ở khu vực này. Nguồn tin trên cho biết thêm, lính dù Nga đã đánh bật quân Ukraine khỏi phía đông bắc cha sớp Những người sống sót đã chạy trốn, rời bỏ vị trí để tiến sâu vào bên trong tuyến phòng thủ. Theo người này, quân Nga đã vượt qua kênh Shevetsky Donetsk Bắc và sức ép đối với lực lượng Ukraine ở khu vực này ngày càng gia tăng. Trước đó, quân đội Ukraine xác nhận các binh sĩ nước này đã rút khỏi ngôi làng Krynky ở bờ bắc của sông. Nga kết thúc chiến dịch ở Ukraine vào cuối năm. Theo TASS, Thiếu tướng Apti Aladinov, Phó Cục trưởng Chính trị Quân sự của lực lượng vũ trang Nga, đồng thời là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Atmat cho biết, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ kết thúc trước cuối năm nay. Những người như ông Trump, Zelensky, họ đến rồi đi, trong khi phần lớn chúng ta chỉ trông cậy vào chúa trời. Tôi sẽ nói thế này, chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ hoàn tất trong năm nay. Tôi chắc chắn về điều đó, tôi có lý do để khẳng định như vậy. Nga bác đề xuất của đồng minh ông Trump Nga đã bác bỏ ý tưởng thành lập các khu vực tự trị ở Ukraine do Rick Grenell, đồng minh của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước. Các khu vực tự trị ở Ukraine có thể nhiều ý nghĩa đối với nhiều người, nhưng bạn phải xem xét những chi tiết đó. Ông Grenell phát biểu trong một cuộc tọa đàm bàn tròn do hãng thông tấn Bloomberg chủ trì vào ngày 15 tháng 7, bên lề đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin đồng minh của ông trump cũng cho rằng ukraine không nên được kết nạp sớm vào tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato theo đài rt ông rinel là một trong số ít các nhân vật được cựu tổng thống trump tin cậy ho còn đương chức ông từng được bổ nhiệm làm đại sứ mỹ ở đức và sau đó là quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia mỹ dưới thời ông trump giới quan sát nhận định nhân vật này có thể sẽ giữ vai trò cấp cao trong chính quyền mới nếu ông trump tái đắc cử vào nhà trắng năm nay Bloomberg coi những bình luận của ông Grinnell như một đề xuất khả thi của đảng Cộng hòa nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Song ông Grinnell nhiều lần khẳng định chưa thảo luận vấn đề này với ông Trump và không thay mặt cựu tổng thống phát biểu. Trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram ngày 16 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã coi đề xuất của ông Grinnell là quá ít, quá muộn. Rick ông đã ở đâu khi các thỏa thuận Minsk dành riêng cho vấn đề đó được đặt lên bàn đàm phán của cộng đồng quốc tế và Nga đã cố gắng hết sức để hỗ trợ chúng cũng như kêu gọi tìm kiếm một hình thức liên bang hóa Ukraine để bảo vệ sự toàn vẹn của nước này, bà Sakharova viết. Người phát ngôn cũng cáo buộc, khi làm đại sứ Mỹ tại Berlin, ông Rick đã kêu gọi người Đức từ bỏ việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Nga và Đức, dẫn đến hậu quả ngày nay là người Đức không có khí đốt, còn người Ukraine không có đất nước và tương lai ổn định. Điện Kremlin nói về điều duy nhất tốt đẹp trong quan hệ Nga-Mỹ thời ông Trump. Hai ngày sau khi ông Donald Trump chính thức trở thành ứng cử viên đảng Cộng Hòa, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng bình luận về quan hệ giữa Liên bang Nga và Mỹ thời ông Trump làm tổng thống, trong một bình luận được đưa ra vào ngày 17 tháng 7 với phóng viên qua điện thoại, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết không có điều gì tốt cho Liên bang Nga trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ 2017-2021 của ông Donald Trump, nhưng ít nhất đã có cuộc đối thoại giữa Moscow và Washington. Đây có lẽ là một điều tích cực. Khi được hỏi về mối quan hệ công việc của ông Trump với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trong quá khứ, người phát ngôn Điện Kremlin nói, về việc ông Putin và ông Trump hòa hợp hay không hòa hợp thì dưới thời Trump không có điều gì tốt đẹp được mang lại cho Nga. Ngược lại, ngày càng có nhiều hạn chế được áp đặt đối với Liên bang Nga, tuy nhiên vẫn có đối thoại, đây có thể được coi là một yếu tố tích cực, ông Peskov cho biết thêm. Theo hãng tin Reuters, trong phát biểu của mình, người phát ngôn Điện Kremlin cũng nói rằng nước Nga và ông Putin là những chủ đề thường được nhắc đến trong các chiến dịch bầu cử ở Mỹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật những thông tin mới nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại